Chỉ cần em búng tay là chúng ta cho một ít music để Hữu có thể hát bài Lý Chí Phá. Chuẩn bị chưa? Chuẩn bị chưa? Chuẩn bị chưa? Ok. Âm thanh đã chuẩn bị xong chưa? Đang tưởng tượng tới pha lấu này. Một, làm luôn. 2 3. Âm nhạc. Yo, hey. Hát bài này là phải sôi động, nhảy sôi động đi Nguyên. Hả? Mời Hữu. Vô các bạn. Một chiều vỗ tay thật lớn. 1, 2, 3, bắt đầu, hát lại. Nhật chi pha, lần chi pha, sam chi, không đúng tông. Thầy chi pha. Rồi, 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 bó tay. Cái gì vậy? Hát tiếng Hoa mà cũng có vụ bó tay nữa hả? Trời, lấy cây bông mà sao có bó xôi gì đi nữa. Rồi chưa? Rồi. Sao? Cảm thấy thử thách của chúng ta như thế nào? Chóng quá. Chóng mặt. Ủa, hát tiếng Đạt mà bị chóng mặt. À, tại vì bài hát này thì theo như các bạn biết là nó là một bài hát mà nó rất là dịu dàng, đầm thắm, êm dịu đúng không? Mà bây giờ phải hát một cách rất là gọi là sôi động. Sôi động, đúng rồi. Và bây giờ còn phải hát tiếng Hoa nữa. Trong đầu mình phải suy nghĩ là dịch sao đây. Bông một, bông xanh. Bông xanh xong rồi tới bông trắng. Bông trắng rồi cái rồi lại vàng bông nữa. Rồi cho nên là hả, bây giờ phải suy nghĩ ra xong rồi có phải hát theo một cách là gọi là nhanh nữa. Với tiết tấu là thay đổi rồi nè. Cho nên là chóng mặt. Không thể nào trách được chương trình bởi vì đây là chương trình Hai Idol. Và đến với chương trình Hai Idol chúng ta sẽ được xem tất cả những thử thách phải nói là cực kỳ ngộ nghĩnh, cực kỳ khó khăn dành cho idol của chúng ta. Nào, một tràng vỗ tay cho ca sĩ Lương Bích Đúng. À, vậy là không có quà hả? Hả? Có. Quà phải không? Quà. Được rồi. Hồi nãy hứa rồi là phải tặng quà. Đúng. Sau đây là phần quà chương trình dành cho ca sĩ Lương Bích Hữu. Nghe nói là Hữu thích coi phim hài đúng không? Đúng rồi. Phim hài. Hữu có biết nhân vật Mr. Bean không? Biết. Cái ông mà mặc quần ngắn ngắn nhảy. Biết. Hữu có nghĩ là sẽ có một ngày nào đó mình được chụp hình chung với Mr. Bean không? Không biết nữa. Là sao? biết. Không biết là sao? Được rồi, đây là món quà mà chương trình Hai Đồ dành tặng cho Hữu. Một món quà nhỏ thôi nha. Nhưng mà trước khi Hữu thấy thì phải đưa cho các bạn khán giả trước. Cái gì vậy? Tôi cấm nói nha, chỉ được cười thôi. Một vé máy bay bay qua bển. Tên. Dạ. Tên. Một. Ngồi ghế đi, đúng rồi, mấy bạn kia ngồi ghế đi. Mấy bạn nói mình xỉu lắm. Hồi hộp cái gì? Sao? Rồi khoan đã anh. Các bạn biết lý do tại sao hôm nay mà Khởi My hiền tới mức độ như vậy không? Tại vì hôm nay Khởi My nói là hôm nay Khởi My hứa chị Bích Hữu là hôm nay sẽ hỗ trợ cho chị Bích Hữu hết mình. Nên là hôm nay Khởi My sẽ giảm bớt cái mức độ chặt chém và nhường quyền cho anh Phi. Bây giờ thì Khởi My đã truyền được một nguồn lửa tự tin cho chị Hữu để có thể xem cái bức ảnh này rồi. Bắt tay chị. Rồi. Cảm ơn Khởi My. Nhắm mắt lại. Đi đến tới 3 mới được mở ra nha. Không mở luôn rồi sao? 1 2 3 3 Wow, mình không ngờ mình đẹp vậy. Chụp hình chung với lại Mr. Bean. Cho xin nhé. Cười rạng rỡ như Mona Lisa thôi đó. Tươi tắn quá. Mr. Bean đang liếc nhìn chị. Đây là phần quà mà Hai Đồ dành tặng cho Hữu. Đây là một món quà nhỏ thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ tạm cất phần quà đó vô. Cất vô rồi lát rồi. Rồi cho gửi ha. Đó. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu. Tiếp hả? Tiếp. Lại bóc hả? Ừ. Giống chơi bầu cua quá chứ, tới Tết chơi bầu cua rồi. Hôm nay là sắp tới Tết rồi.
Thôi Thu. Thích Trung Thu. Thu ha rồi. Rồi cứ đừng có rén bóc vô cái hình đó nữa nha. Ai đây? Cái hình này là biểu tượng của anh biên tập anh Hưng Sino đó mấy bạn. Đây. Và khi bóc được cái hình của biên tập Hưng Sino của chương trình Hai Đồ thì thử thách sẽ là thử thách từ khán giả. Ôi, khán giả nào là người đặt thử thách đây? Ấy My, ngồi đó chọn đi, anh đưa mic cho. Em thấy trong đây có mình mặc anh ác nhất à. Anh không phải là khán giả. Chọn bạn nào lạ lạ đó. Bạn nào lạ đúng không? Ừ. Bạn này thử thách mà rất là sợ, em muốn thử coi bạn này thử thách. Bạn này đi anh. Thôi, này... mình thích chọn bé. Thôi, chị Thăm à. Mời em. Trời ơi. Rồi, trước vừa rồi là có rất là nhiều thử thách được đưa ra cho Hữu. Và có vẻ như là Hữu phải làm một trong tất cả những cái thử thách trên đây. Và cái người mà quyết định xem Hữu sẽ làm cái thử thách nào đây là một người bí mật. Và các bạn sẽ biết được thử thách mà Lương Minh Hữu của chúng ta thực hiện trong phần này sẽ là thử thách nào. Nào, hãy chờ một vài giây nhé. Sau một vài giây chờ đợi thì bây giờ chị Bích Hữu đang rất là hồi hộp. Các bạn khán giả cũng hồi hộp, Khởi My cũng hồi hộp, chỉ có Hoàng Phi là vui mừng thôi. Tại sao? Đâu có, cũng hồi hộp chứ bộ. Cũng hồi hộp luôn hả? Mặt hồi hộp. Thấy không, hồi hộp, rất là hồi hộp. Bây giờ là công bố cái thử thách nào đây? Đầu tiên là cái thử thách mà nãy các bạn kia mà nobody muốn bụng á. Nobody mà chứng không muốn bụng đó. Đó là cái đó. Cái thứ hai là chị Bích Hữu sẽ dạ dạng một đứa con nít và nhõng nhẽo với ba mẹ. Đó là hai cái mà được chọn ra. Người thì nói nhõng nhẽo, người thì kêu bút bụng liền. Đó. Người thì kêu cả hai. Nhưng mà cả hai thì ác quá. Ác đúng không? Quá. Cả hai thì ác quá, tội nghiệp idol của chúng ta quá. Và chương trình quyết định cả hai. Hả? Thôi bây giờ để cho Hữu suy nghĩ cái động tác nhảy đi. Và chúng ta sẽ bắt đầu cái phần đầu tiên, đó là Hữu phải dạ dạng con nít. Rồi, Hữu chuẩn bị.